bây giờ là ông Tùng ông ngồi ông quải quá, ông xỉn rồi ông ngủ ông nằm dưới đất rồi, tội nghiệp quá. Sao ngồi hồi chiều tới tới hồi trưa tới bây giờ nghe, rồi coi như là không biết bao nhiêu lần quay tôi luôn hết trời, nói chung là không biết bao nhiêu lon mà không biết bao nhiêu lon mà bây giờ giờ đi không nổi mà nằm chờ luôn nè. Vũ ơi, Vũ không? Mày lại mày massage cho ổng đi, mày có chiêu massage hay lắm nè. Ông nằm chờ lâu quá, ông chờ mày nè. Vũ lựa quốc dài chiêu đi. Chờ mà đi hết nổi luôn nè. Mai tôi ở nhà ông ơi. Vớt tôi đi về tôi mệt quá. Ê, lại quốc ông nhiêu đầu, ông dài chiêu massage coi. Nó chỉ có đu cho hằng thôi. Nó chiêu massage đâu vậy? Tôi bắt ông bắt tôi nằm tôi đợi ông, tôi mệt quá ông nội ơi. Nó xách cây 38 bê sò á. Phải không? À. Ôi xe, nó xe vòng vòng cái phạt đó ông nội. Nè mày lại mày đu cái đầu ông rồi coi. Nó đầu, nó xách 38 bê sò nó bắn không à. Giờ ông nằm cái đầu ông dưới đất dưới người chim ăn nè. Mày lại mày đu cái đầu ông rồi. Cái này nó đỡ hơn nằm dưới suối á. Hàng chứ giờ quay hàng không quay chân vậy. Quay rồi. No you do massage for me man, what you doing? You do massage. Thôi tôi lấy cái đợp tôi rồi đợp cái là hết á. Thì mới lại thêm chỗ tài thử cho bà con coi cái tài massage của Vũ ơi. Thôi. Thấy không tài không bia thôi. Nó chỉ có massage cho Hằng thôi. Khỏi thiệt nha, cái này là nước gì vậy? Rồi người ta tưới cây á, không phải em đái bậy đâu nha. Đừng nói bậy, nếu mà em đái là em không có nằm ở đây đâu nha. Vậy hả? À, coi như là cái này là chỗ cò chiều chỉ đi vòng vòng chỉ tưới cây đó. Chị đừng nói em đái cái này kỳ lắm nha chị. Nếu em đái đây em đi ra kia em nằm mà em chốn chịu nhiệm mà chiều giờ không thấy em đi vô nhà đái. Có đi mấy lần rồi. Vậy hả? Đi mấy lần đi mà vô gặp. Mà bây giờ đồ ăn đó mà ông không cần ăn là sao, ông cũng vô nhà lấy mì nấu ăn là sao? Trời ơi đồ ăn ngon không mà qua Cali mà đồ ăn ngon không đâu dám ăn đâu. Bây giờ uống bia đã hả, hết mấy lon rồi. Cho ăn hủ tiếu, ăn bún riêu rồi còn trong ok. Trong nhà có bia kìa. Trong nhà có bia. Người ta cho ăn bún riêu nè, cho ăn hủ tiếu nè, cho ăn cháo lòng nè. Nhưng mà hết mấy lon rồi. Lon không có quan trọng, uống có 4-5 lon à. Là em muốn khoảng chừng 30 lon mới xong. Rồi lấy dép lót rồi giống mấy ông ở ngoài đường nằm vậy thôi. Đỡ hơn homeless. Cũng lấy dép rồi lót lên đầu. Bây giờ hàng đó nó hót bao lâu mới xong nè. Cho nó vô nó hót bản nữa. Ừ nó vậy hót lẹ cho người ta về. Tại vì tối thì nó không kẹt xe. Còn mình đi về sớm kẹt cũng dữ lắm. Kệ cho nó hót bản nữa. Nằm chờ nó thấy mẹ luôn. Lấy dép nó cho tao coi. Hàng ơi khi mình đã cách đó, xa nhau. Nhưng lòng anh vẫn nhớ dần. Nhớ dần thương dần chờ dần. Đơn biết bao kỷ niệm ngày xưa bên giường qua ấy. Liên hẹn người Tây, người Tây, người về Tây. Dần mà chi, trách mà chi. Thôi hai quên đi kỷ niệm ngày xưa của hai dù chúng mình. Dù trong gió mình. Mưa, dù trong bao dòng. Xin thông luôn. Dần nghe thương một cánh hoa hồng. Em ơi sương xuống lạnh chiều nay sao lạnh buốt tâm hồn. Chứ muốn gì mà nghe ghê dữ vậy. Trời ơi cảnh buổi chiều đẹp quá ha. Ơi khi mình đã cách xa nhau nhưng lòng anh càng nhớ càng thương, càng nhớ càng thương càng đen càng mơ. Càng nhớ càng thương càng thương càng còn ghét còn ghét còn thương càng thương càng ghét. Điên quá vậy. Bà hàng bà lại bà quay phim cái bà hỏi mình dùng nước này là dùng nước gì? Thì tôi tưởng không nổi nó không đái luôn. Cao mới nói là không phải, người ta hàng ơi khi mình đã cách xa nhau nhưng lòng anh vẫn còn thương nhớ, vẫn còn thương nhớ, vẫn còn ghét còn thương, vẫn còn thương bao kỷ niệm ngày xưa bên giường qua ấy bất hẹn ngày xưa bên giường gầy tay gầy tay gầy bên nhau gầy bên nhau cười bên nhau. Quên luôn rồi. Rồi, rest time thì được rồi, đi vô lẹ. Đồ đi vô tao đi. Lên. Lên. Cho em mới nói anh đi đang rap. Đi vô hát bài nữa lẹ đi đi về. Con kêu là Vũ ơi em có thương anh thì về đâm cha chém chú. Chú. Chặt đầu ông cố nội mớp cổ chị dâu. Theo hàng cho tròn nghĩa trung tình. Theo hàng cho tròn cõi đa tình. Không hàng. Hàng ai ơi, kêu chứ là hàng chia cách tình ta kêu nó làm liền. Vậy
đám cha chăm chú không ơi. Con đường. Thằng kêu nó làm liền cái thôi, bảo 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 mạng không kêu, không kêu. Trời ơi khi mình đã cách xa nhau nhưng lòng anh vẫn còn thương nhớ. Hát hát để tôi cắt cho, tôi cắt tôi nói một lời coi. Hát mà hạng nắm quần kéo lên luôn là biết rồi đó. Đúng hát quân. Hồi đứt dây thun quần á. Bớt hát lại chốc đây đi vô thâu đi ông ơi. Anh ơi khi mình đã còn thương nhớ, càng thêm thương càng thêm ấp ủ kỷ niệm ngày xưa bên giường qua ấy ước hẹn ngày mai đường tương lai mình sẽ chung đôi gần mà chi trách mà chi thôi ai quên đi à. Kỷ niệm ngày xưa dù trong gió mưa dù trong bão giông nhưng vẫn nghe thương một cánh hoa hồng vô vô đây vô rồi. Ông vô cái thằng này nó không có giỡn luôn. Là nó chết ha. Không thằng này nó phải giỡn tửng 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 vậy đó, không có giỡn với nó là nó chết. Thằng này nó đem theo ba thằng khùng. Cái thật nó là phải giỡn nha, giỡn tửng 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 vậy đó nó mới vui, còn mình không giỡn nghiêm khắc với nó đâu đó. Cái gì vậy ông nội? Vô 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 bắt tôi nghe phải không? Ờ tại vì thâu xong rồi các anh định lượt lại cho nghe. Ok nó bắt hàng nghe. Hồi nãy là phơ phịch rồi, bây giờ vô nghe nữa phải không? Mới chạy vô làm được bài nữa rồi, uống nước vô, uống nước vô. Rồi làm bài nữa. Rồi lại dọn cái mặt cái đờ đẫn hết không? Hết đờ rồi. Hả? Sao nãy cái mặt đờ có nhức đầu không? Vậy em nói xa đầu giùm nó cái gì vậy? Hồi nãy mới nhức đầu á. Kiếp đời đời. Em nói xa đầu giùm nó. Yêu em mãi mãi trọn đời. Yêu để con nó luôn. À, rồi bóp cái đầu nó. Quẩy cái đầu bùi vui lên. Quẩy cái đầu bùi vui lên. Muốn kiếp đời đời. Yêu em trọn kiếp đời đời vẫn yêu. Ngẫu hứng dữ vậy? Hả? Gì ra đây ngẫu hứng dữ vậy? Giờ vô làm thêm bài nữa ha. Bài nữa, là 4 bài chứ. Ừ đúng rồi đó, ít nhất 4 bài. Rồi ngày mai là làm 10 bài. Ngày mai đi sớm một chút. Ừ, tối nay về ngủ sớm, ngày mai đi sớm. Biết ngủ sớm không, không biết ạ. Dạ, cái mở tivi lên. Cái bắt đầu lấy cốc ổi ra ăn tiếp. Ngủ sớm, sớm lắm, khoảng 2 giờ thôi. Yêu em chẳng biết để đâu, lâu lâu anh để hàm râu, anh ép xì. Anh khùng. Mà bạn cái là cải lương hả? Đâu có đâu, tại sao? Lâu lâu nó khùng phải ăn bánh mì. Ăn hoài cũng chán thì mình về ăn bánh bao. Vô phải không? Phải không? Mày không nhớ vô. Nó từ hồi trưa tới bây giờ mà nó mới làm được 4 bài à mọi người ơi. Lâu em cùng không mà tại bữa nay chỉ trễ lúc mình bắt đầu vô thâu là 2-3 giờ hả Vũ? 3 giờ hả? 3 giờ mới làm được 4 bài hả Vũ? Ờ 3 bài, giờ vô làm bài với làm bãi nữa đi. Bài cuối bài. Vô làm bãi nữa đi ha. Bài này bài đâu? Vô quất thêm bãi nữa. Bài năm hay, bài năm hay chứ chung mày làm. Ê mới hồi nãy là quất bãi gì vậy? Nói hồi nãy quất bãi gì? Mùa mưa qua mau. Gần hồi quất bãi gì? Ờ là trước luôn bãi gì cho nó. Chưa tính hả? Điên trong đam mê. Ờ điên điên hay là điên trong cuộc đời? Điên trong hôn mê hay là điên trong tình người? Điên trong mắt lệ đỏ rơi. Điên trong khóc hận tình ơi. Điên nào cho những xót xa vội nguôi. Điên nên ta quên ta chẳng điên. Điên nên ta quên, ta bỏ quên trong tình đời. Sao mắt mình đang bị nâu quá? Ai bị quánh không? Quánh nâu không còn mắt. Mới bị quánh nâu mắt. Không có đâu, mắt mắt mơ bị mờ. Giờ hết rồi, hết rồi, mơ mờ nãy đi. Bây giờ nó chung ra là Phi Vũ mà nói hát là 2-3 bài sến là nó ghi xuống đá giếng á. Cho nên phải cho ngưng chút xíu. Để nó hở nó đưa chậm cho sến quá, sến như con hến luôn. Không chịu nổi luôn. Bây giờ chị ngưng chút xíu mình vô mình hát bài nữa. Mình lỡ bài rất là hay nha quý vị. Bài hát nó mang tựa đề Hát Trước
biết sao. Này điên thiệt chứ, điên trai. Điên mà điên trong đam mê, không biết ngày lạnh thì điên trong cái gì. Ngày mình yêu nhau, hai bàn tay trắng cơ hàn. Mình còn reo neo, hay tình chẳng đuổi theo. Ngày mình yêu nhau, cuộc sống cơ hàn. Bà tiền xa hoa không mua nói được phút đâu. Cái gì phút là hạnh phúc chứ phút đâu là gì? Bà không có thốt thốt đó. Uống nước đây. Còn quay không? Quay đó. Còn hả? Ừ. Trực tiếp không? Chơi luôn on air luôn ha. Ừ, chơi đi. Đêm qua đêm ôm con cho ta biết khùng nhiều chút. Hai dòng lệ ướt sâu mi. Đời hay trách chi, ham chi cuộc sống kiếm tiền. Bạc tiền xa hoa, không mua nỗi hạnh phúc đâu. Bạc tiền xa hoa, không mua nỗi được hạnh phúc đâu. Nó hát một bài cái nó chạy ra nó hút một điếu thuốc. Nó hát một bài cái nó chạy ra nó hút một điếu thuốc. Cái nó xạo xạo. Cái nó xạo xạo. Nó hát một bài cái nó ra nó hút một điếu thuốc. Xong cái nó xạo xạo. Nè, nó xạo xạo đây nè. Tình có lúc xuống. Khiến ta buồn chán. Muốn quanh lưng hồi ta trắng màng. Tình có lúc khuyên ta buồn chán, muốn quay lưng người ta cũng quánh mặt. Điên. Ai ơi, tình lỡ làng rồi, người về vui có vui không? Hồi lòng em quá vô duyên, chuyện tình có đâu tìm quên. Không còn có nhau, thôi thế tình mình chia tay rồi. Hết là hết chiêu anh hát. Hát chiêu là hết chiêu anh rồi đó. Tô mì đã tiêu hết rồi. Ừ. Ăn thêm gì nữa không? Mới ăn hai chiếc ngọc gà cẩm bổ nó tiêu rồi. Anh nghèo tay trắng bao năm yêu không dám ngỏ âm thầm đằng cây em về nuốt lệ thương đau còn anh thì đi bốc rác mỗi ngày đem tiền về cho em. Trời cái gì có đi bốc rác nữa luôn nào. Thức tròn đêm nay để nhớ thương để dành hơi em để dành hơi mọi vô chẳng hát không anh nghe tình yêu thức dậy hát mà giờ hơi hết rồi ngồi lấy gì hát. Nhớ từng nụ cười ánh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm, tóc em thơm giấc ngủ dịu hiền. Biết giờ này em có nhớ anh không?
chừa hơi vô trống. Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Tao đâu cần nghe lại hát tao nghe đâu. Chừa hơi đi. Để cho bác hơi mừng. Ủa, tự nhiên mấy người ta ta hát vô duyên, tự nhiên đất khúc ngang là tôi quên mày nè. Chừa hơi một hồi vô trống hát. Hơi một bụng luôn nè, còn không hơn nữa. Hát ở đây gống cho dữ, hơi hám như đó không có. Uống nước đi. Lại tiếp, lại xạo tiếp. Nó chạy đi cái nó cũng lại nó xạo nữa. Nó mắc không dữ, mệt dữ rồi. Mắt này đờ đẫn. Để đây lại tao massage cho. Đây thiệt, để tao massage đầu cho. Tóc em dài. Nó dồn tóc rồi. Bỗng hoa bụp. Miệng em cười chơi chưa để ý. À, em đi ra cả kêu vô cả. Anh ông thầy ra kêu vô cả. Đó để dành thôi vô trọng hát. Ra đây mới ngồi được không? Anh để một bụng luôn, một bụng nó hơn bụng luôn. Đó để dành thôi vô trọng hát mà nó ra đây ngồi nó đóng. Em thì một bụng mà không có bụng. Vương vương lòng anh lên nức nở. Đi vô làm bài nữa đi. Cho nó hát thêm bài nữa đi. Ừ, cho hát bài nữa đi. Có ăn không? Có chưa ăn không? Không ăn đâu, không ăn. Bà xã làm rồi đó. Không, mới chỗ này mới mới ăn luôn chứ làm cá. Còn nữa rồi mình thả là ra đi, rồi mình hát cái bài nữa mình về luôn. Em còn nói. Thôi lát trước khi về ăn. Bà xã làm cá rồi đó. Đi làm cá bên vô. Thôi để hát bài trước đi, hát xong rồi. Bây giờ còn đang lúng. Ai kêu mà gống nãy giờ tao nói ra đây đừng có gống. Nó ra nó gống nó hát nãy giờ chưa hết. Ờ đi đi. Uống miếng nước vô. Xạo. Nó ra hát nó gống được cho hết thôi. Nó để dành thời vô hát sao 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 cũng cùng vậy đó. Đồ ta thì chỉ nói xong rồi. Bây giờ nên ra ngoài nó chỉ cười cười. Đúng quá, nó nói với vợ không? Nói với vợ anh em đi. Anh em thấy có người rồi. Giờ mới thấy. Xong rồi, thôi 4 bài đủ rồi, về khuya rồi. Nhưng mà tao thêm bài là 10 bài, 10 giờ mới xong. Mười bộ, rồi, mời cho nó xuống xóm lại đây. Nó không chịu ở thôi, mà công tối chạy đi rớt. Nó ở thì tối nó buồn thiệt. Nè, tối buồn, đâu có ai nói chuyện đâu, có ai giỡn. Hai vợ chồng em đi. Nhưng mà nó lại đâu thích vậy, nó thích giỡn với cái nhóm mình. Nó khùng khùng. Sổ gì, em đưa tay, đưa tụi mình nói chuyện mấy người tay. Không lắm, nó còn còn dữ lắm. Mà con hát được là được. Còn xài nữa. Còn khùng, nó khùng khùng như cái đầu nó còn hát được. Nó hát hay rồi được. Chứ khùng lắm, nói chuyện khùng. Nói không biết nói gì chứ. Thiệt, ai không hiểu cho mạng không. Tiếp tục mấy người này, tội nghiệp. Nói gà đó, mò ra kiếm rồi. Xong rồi mò ra kiếm. Phải nó kiếm tôi, nó xạo xạo nó chịu. Ngân tới rồi thôi dẹp đoạn rồi đi về. Rồi về tới dưới mình bày thịt ra mình ăn cho hết rồi đi quá trời bả thịt rồi không. Ấy dạ sao cái này nó mắc đây rồi. Đó thấy không cái miệng của nó đó. Đó. Gì? Tới. Người chưa tới cho ta trăm nghìn trùng diều độc. Mẹ của ông hầu sơ khẩu quá là mà đâu biết giờ em gì đâu tao nói chuyện một mình nó cũng ông bị có cửa ra nói chuyện mình xấu quá là mà còn bài nữa hả đừng một lời nào mai mẹ hồi nãy tí ca nhau quá đập luôn hồi nãy tí ca hả tí ca còn cái còn cái bản đàn bò hả đàn bò chưa phải không đàn bò chưa đàn bà mai đàn bò đàn mai đàn bò phải không không biết có bà đó không biết nữa có đàn bò có hả có. đàn bò biết bà mỗi năm bài cũng đi rồi đi về đi về vô ăn kìa nó mời vô ăn cá ăn tối lắm đi về dưới vô đó bộ mà đi về dưới ăn ba cái thịt cho hết cuốn hả bánh tráng con cá bò tổ bố luôn ăn không ăn là bỏ phơi ổ anh đói bụng anh đói bụng ok anh đói bụng thì cho anh anh đói bụng rồi ăn rồi thôi này
gom này bỏ vô bọc gác đi nhanh đây. Còn mấy cái giấy nguyên đó mình bỏ vô cái bọc đồ ăn. Chai nước của ai vậy? Chai nước nguyên đem vô, một chai khui ra uống chút chút không biết của ai à. Khui rồi, lắp bỏ vô ba lô đi, bỏ vô ba lô đi. Nó không thùng. Để đi, bỏ lại đi chờ cho thằng Vũ. Bỏ lại bên hông nè, bên túi này ngoài á. Xin đừng cho ta uống nước đi. Thêm một lời nào giang dối. Bởi uống nước kìa. Để nhăn mặt để chị không nói anh đi đó. Tôi lúng luôn. Tôi lúng luôn. Hát bài này anh đi nó chị không nói anh đi nhăn mặt luôn để nói. Hát bài này chắc tôi lúng luôn, không có giếng luôn. Hello. Rất là thành công nha quý vị. Được 4 bài. Còn được 40 bài cũng đã. Nè uống miếng nước đi, sao hút thuốc hoài vậy? Thôi mới có hồn. Không có đâu, thuốc đâu. Bỏ thuốc rồi, nghe nói thuốc hoài. Nè, đây có người quen. Thuốc rồi mà cầm. Ôi, cái nó khô nha, cây khô. Thuốc gì mà hút mới có hơi hơi dục bỏ uổng vậy? À, hút vô có tâm lý thôi, cái tâm lý. Tâm lý chiến. Ok, như thôi. Rồi đi ăn đi. Đây kêu anh kêu ăn đi. Nước tôi Vũ nè. Bỏ vô bác phạt đi lên xe bắt nó uống. Đi, nó đi về. Đi về nhà mình lấy thịt ra ăn mà về lên xe Vũ đói bụng ha. Vô cho Vũ ăn nha. Xin cho cá. Nguyên con cá à? Nguyên con cá mà có dế luôn nè, để cho bạn vậy nè, để con vậy nè, ăn cái con cá. Ừ, mới câu dưới này quá. Hỏi quá câu trên chợ. Đồ thì ảnh nói câu dưới này ai vô nè. Câu trên chợ á. Vô, vô, vô. Đi đem bọc gác vô đặng dục. Bây giờ là Vũ thâu được 4 bài rồi. Bây giờ mà mình bà xã của anh em thì làm cá nướng cho ăn. Cũng bánh tráng. Cá nướng con bánh tráng. Xưa ôm anh đi được giờ ôm đi nói anh đi không nào không nổi đâu. Thì giờ đó nặng cân nè. Đây. Quá nặng cân rồi. Cá nướng này. Nặng cân quá. Đây rau sống đây, bún đây. Đó. Mắm nêm cũng ngon lắm á. À có mắm nêm đây rồi có nước mắm chua ngọt luôn đây. Đó. Mời chị ăn bà tí ca đi nó thôi hát là tôi lúng luôn, tôi lúng chịu không nổi té dớt giếng luôn. Tí giữa anh nữa hay gì quá anh đi nó hát là tôi lúng luôn tí sâu tí vũ tự khen vũ hát hay vậy khen đó là cho vũ vũ khen xíu cho khen lên cho anh đi mới mừng chứ. Andy ơi dù là bạn thân mình. Mệt anh Vũ? Vũ mệt không? Andy ơi, dù là bạn thân mình. Hồi nãy tính đi về lẹ cho nhanh. Sớm. Vũ ăn đi, con cá trên bàn bự. Mình ngang ngủ lắm, anh bị đẻ Vũ nó đâu Vũ nó nói con cá nướng trên bàn bự vậy. Nó nói Vũ ăn thì con cá nướng trên bàn bự. Andy ơi, Andy là bạn thân mình. Sợ sáng tác cái đâu vậy hả? Cái này sáng tác ngẫu hứng. Đó, Andy bên kia.
rồi em đi ăn. Đẹp mà. Nói gì đó. Sẽ mập. Á, ngon, có mập. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Đẹp mà. Không đẹp lắm. Đẹp không? Đẹp luôn. Đẹp luôn. Đẹp luôn. Làm gì hỏi thôi. Biết thấy đi rồi hay bỏ mình lên đó là tại tại là si khó chịu. Nhiều người không có thích. Bỏ lên. Si không có không chịu. Nhưng mà đẹp mà. Không đó đẹp không? Đẹp. Đẹp rẻ hoài. Đẹp á. Đẹp không? Để bây giờ, ôi giờ đang mở mở lại vụ hát. Ủa cái đó còn phối nhạc thêm đó hả? Ủa đó, em cũng được 7 tuổi. Ồ, vậy hả? Chứ không phải là vậy là được hả? Ừ. Nghe, chứ mình nghe, mình phải nghe máy nhỏ nó cũng hay luôn. Ừ. Nghe máy lớn. Ừ. Thì mình biết chứ là bất cứ bỏ vô máy nào nó cũng phải hay hết. Dạ, vậy là mình còn biết nhạc thêm nữa. Chứ là vậy là chưa có xong đấy ha. Ủa, anh kia anh đi đâu? Hy vọng của Hiệp là xong rồi. Nam mua được cái hoa này hả? Ở đây. Mua dưới đó. Ờ mua dưới đem về. Khu mật họ. Đi xa quá hả? Nhưng mà tại đi xuống sửa đường Nam nhiều. Ở dưới là xuống dưới mỗi tuần. Ở đây coi nhà ở dưới đó rồi em cảnh em đi chợ. Tại nhà dưới còn mà. Ừ. Vô đi, ăn vô cho mập vô chút xíu, quay hình cho đẹp hơn. Mập hồi trước dữ lắm rồi đó anh em chị. Ăn thêm chút xíu cho mập trời hơn. Trời ơi, hồi xưa trước ghê lắm. Nhưng mà mập lên là đẹp trai. Giờ mập dữ rồi, mập rồi đó. Không, bây giờ thấy mập thêm tỉnh táo rồi đó, đẹp trai rồi. Đẹp trai dữ rồi. Đẹp trai sẵn rồi, để mập xíu rồi. I will. Thế được không, đi hát được không? Hay, không có hay. Bà chuột mà bà tủ mà hát liền. Bà tủ hát lẹ. Thế nhà đi hát karaoke hát cũng hay hát. Nhưng mà khi mình thâu băng mình ra mình thâu băng hay hơn cách, nữa. Khác hơn cách, yeah. Mình nghe tới nghe lui cho nên mình làm khi mình làm là phải khác. Mà nó đi theo cái giọng của Vũ là hay lắm. Để bây giờ về cho tụi kèm nó follow cái giọng của đi. Nãy là chắc nó hơi ra nè. Đó, hàng kèm nó bắt đầu nó thổi đi theo hay lắm. Bà này nó đánh theo kiểu chơi gì. Ha. Nó đánh theo kiểu nhạc chơi. Nó hay này, nó phiêu cũng làm cho mình phiêu. Nó làm hay, nó làm bài này giống như kiểu chơi gì. Bà này dễ ru một không biết cái này nó thích tình không? Bây giờ thích tình không? Sinh hát cho thích tình không? Nó hát mấy bài có bị thích tình không? Là hay lắm. Mình sống nghe nó hát mấy bài ở nhà nó với sự cô đơn, mình sống sự mồ côi rồi. Nghe gì mấy bài cô đơn, mấy bài thất tình rồi. Thất tình thì không thích đâu. Thì mà nó thất tình không thích tình tức là có 7 tình phải không? Có 7 tình thì đúng hơn quá, không có thích tình ha. Thằng kia nó hát thất tình đi, tình đi là tình cũng đi với không? Thất tình làm chi? Nhạc khổ không gì khổ bên trẻ hoài á mãi luôn không bệnh hay á
Cái sợi đi đã. Cá thời tôi lúng giếng luôn á, tôi giống tới riếng nữa mà một cái này nhăn luôn á, quá lúng. Đi vui là mình vui anh đi. Con hát hay hát đi, em hát đi mẹ. Tôi hát đi, em hát đi. Xem feeling gì đâu. Nhưng mà giờ nghe cái giọng nghe nó đầy ha, nghe nó manly hơn. Dạ, manly hơn, dạ đúng rồi. Anh nghe nó rất là man thấy không? Thế anh đi làm cái giọng rất là man. Chuyên làm cái giọng em chứ đéo éo éo cười á. Mix giọng éo quá. Mixer nó EQ quá sáng à. Không Andy mix là nghe giọng thật mà nó feeling. Dạ. Tết má. Đúng rồi. Ăn. Ăn cũng ăn không dùng cùng nữa. Lùng mà đẹp là được rồi. Ăn đừng đẹp cho nhóm hiếu con à. Có sao đâu, đẹp là được rồi. Lùng quá lùng cũng hỏi không, con nước của con. Mày cao, mày cao hơn như Vũ mà chơi người ta lùng. Ê, nó chơi hàng lùng nhưng dòm thử Vũ cao hơn hàng. Hả? Cao hơn cao hơn chút. Cao hơn con chút xíu à. Rứa 8 à. Sửa cái đầu. Vũ không dám rứa 8 đâu. Sửa 82. Vũ là bé 6 mấy. À. Chuyện cao hơn hơn hằng được ok. Đừng nói nhiều quá. Tôi muốn cao ai cao hơn bạn nhiều quá coi. Cô chứ ăn nước cô chứ ở nước ta. Vũ mấy sáu rồi cùng. Nước kêu nước cơm chắc á. Nhỏ nước gì? Tiêu cái tiêu tí tiểu tiêu rồi. Ăn cho hết con cá này nha. À, nhưng mà nó mignon á. Con cá bự là hằng nó sao á. Vì ta mignon á. Nên biết sáng không được thằng thắng nha. Rồi. Lại đi. Mấy đứa nhỏ không ăn nè. Ăn lại cái tương này ra đi. Cái tương này ăn được đấy. Cái tương này ăn được không gác chứ. Đứng ăn nhiều quá. Nhưng mà dễ là không.
Ăn cà ri mà hai đứa nhỏ thích ăn cà ri. Ồ vậy hả? Nên là bạn nấu cho hai đứa hai. Hai đứa ăn rồi mình phải ăn theo. Ồ vậy là hai đứa nhỏ lại thích ăn cà ri Việt, cà ri Việt Nam. Dạ, nó vô nhà hàng nó ăn nó thích. Xong rồi về về phải làm cho nó. Về phải nấu cho Nam. Mình cho phải mua cà ri mì. Nó đòi mà ăn cái bất kỳ. Giỏi hả? Ờ, biết ăn cà ri. Mình chơi cà ri bị cà ri ăn với bún cũng rất là ngon. Để cái cà ri cho nó. Nó giả hả? Nó mua thoát cổ không? Không phải, bởi anh thì không biết thích ăn cà ri. Ờ, mấy anh rồi. Không thấy qua cái này nha. Chắc là thoát cổ. Không phải thoát cổ á. Thoát cổ không? Cà ri hả? Ờ, cà ri mì á. Nó cà ri mình mua nấu rồi, mua cái loại cà ri Việt Nam á. Này cà ri của Nhật. Nó có mùi nhiều. Thế là mì gói. Nãy mà hàng á, mà đi về là hỏi hàng không kịp luôn. Trời. Thiếu món hàng hỏi hàng. Đi. Hồi nãy chứ không có đói, tưởng đâu là... Ờ, nãy anh nói quá mấy cũng không chịu ăn. Nhưng mà Vũ thì Vũ nói Vũ đói bụng, ok, Vũ đói bụng. Anh Vũ nói là chị ăn phải không? Em nói chứ không ăn hỏi hàng, không ăn hỏi hàng con cá để cái mày bự cái này không ăn hỏi hàng. Bắt công phải về dưới ăn nữa. Vũ mới thấy con cá sợ nó đóng cửa đó. Ờ. Ở nhà còn đồ ăn cho tủ lạnh luôn. Ờ, hồi tối cho đi ăn á. Chứ tôi cũng vậy. Ăn đi anh đi. Nó đang ăn. Ngồi làm đại. Nhân nữa đi nhân. Em là non rồi đó. Ăn tự nhiên. Ăn đứa nhỏ nó mang cá, có hai vợ chồng ăn mà thấy cá bự. Ăn xong để dành ngày mai, ví dụ ăn không hết để dành ngày mai, mà mai qua ngày mai là hết ngon rồi. Thế là chỉ ăn được cái đợt đầu thôi. Anh ăn nhiều đi nha. Vũ ăn hả? Vũ ăn nhiều đi Vũ. Ăn hai cuốn là mới hai cuốn rồi. Làm đây ép mình. Đai cái gì? Đai ép cái gì? Vũ có đai bao nhiêu nó cũng đâu có ăn bao nhiêu cũng đâu có thấy mập đâu. Vũ không có thấy mập, ăn đi. Ừ. Lâu không thấy anh Thanh Lê hả? Thanh Lê á. Thanh Lê mới đám cưới, mới đi đám cưới đó. Dạ, nó có mở nhà hàng đó, không nhà đó. Đâu có khai vô một burrito. Nó làm show của nhà hàng thôi. Anh lấy đi, anh lấy đi. Một cuốn khai vô burrito. Ngon, hôm nay ăn thấy ngon. 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 Có gao gao cuốn nước mắm cũng ngon không? Đúng là người Việt mình nước mắm là ngon ha. Em mua nước mắm. Ủa, có ăn thử mắm đêm chưa? Em mua nước mắm. Mắm đêm mới được, mắm đêm được. Mắm đêm được, mắm đêm được. Mắm đêm được. Mắm đêm được. Nóng ăn á, quên mua. Mắm nêm đi, mắm nêm luôn. Khen là ngon rồi, mắm nước mắm thường mà mắm nêm nữa là ăn điên luôn. Vũ cũng mê mắm lắm. Trời, tối hôm qua anh Linh Tâm quay đến đây 12 giờ khuya sáng mệt, ơi là mệt luôn. Mà thấy anh hứng thú anh còn muốn quay tiếp cho nên ráng cố gắng quay cho anh. Tại tuần sau anh đi về rồi, đây về Việt Nam rồi. Dạ con anh cũng lớn hả? Con gái nha, con gái nha. Đó, con gái hả? Ừ, con gái cũng... cũng đó là 14 tuổi rồi, cũng mang con với ID hả? Dạ. Ừ, anh biết Phi Vũ mà anh hồi đó Vũ có đến thâu với ảnh mà phải không? Ủa, anh có vợ khác nữa, có con nhỏ hả? Ừ. Ồ, vậy hả? Còn vợ ảnh là con ảnh lớn rồi mà. Ồ, vậy hả? Ừ. con ảnh bằng cháu ngoại của anh, cháu nội của anh. Ồ, vậy hả? Mày đi cháu tự của anh đó, cháu con ảnh. Ê, có thâu không? Thâu biết. Tắt, tắt, tắt. Ừ, ý thức của Vũ mà. Ừ, anh lựa, anh lựa, anh hát với anh. Hát cũng bài cũng ngầu. Anh nói là may là anh lựa đó, bài hát như vậy đó. Còn ảnh mà lựa là hát thì nhức nhối nữa. Nói ok mà, anh được list bài nó ok mới là hết. Bữa đưa bài đọc mấy cái bài đó, Vũ nó ok mà. Cũng là em đưa, cũng là gọi là 80% à. Mọi người cũng hợp. Giờ tới đời tôi cô đơn. Nhớ luôn hả? Chị hát mấy bài thích tình. Tính tủ luôn, anh đề đưa lên, tính tủ luôn. Nhà qua em làm cho mấy người kia ăn một tô mì. Thôi, cái đó. Cái này nè. Oh. Mì, mì nước hả? Mì khô. Ôi, xào. Mì xào, em làm mì xào cũng giỏi quá hả? Nhưng mà trên này không xin không được tại em không có chỗ bán.
Dạ. Nó ngoài có bán ở chợ Việt Nam, ở nhà hàng Việt Nam. Cái này em ăn dở lắm. Đâu có nhiều lắm nó chưa không? Hồi xưa ở dưới kia đó thì không có ra nhà hàng ăn, tại xin nấu ở nhà ăn nữa, ăn ở ngoài không quen. Bây giờ đó là tại không nấu thì đi ra ngoài nhà hàng ăn. Đó là phải đi ra nhà hàng Việt Nam ăn chứ không đi ăn đồ Mỹ. Hồi xưa ở đó thì không có ăn đồ Mỹ không mà, tại hai đứa nhỏ nó ăn đồ Mỹ không mà. Bây giờ nó biết ăn đồ Việt Nam, nó vô nhà hàng Việt Nam nó biết order đồ Việt Nam rồi. Là đi một góc trời mà. Anh nữa anh kêu chụp lên người ai quá. Có hay gì? Còn đòi thích kê kim ngân đó nha. Đi tìm kim ngân. Nói là để được kiếm kim ngân thử. Nói thử đó. Dư hương già. Qua đời điện mẹ. Rồi, nhà tới hậu hoài bây giờ về. Bây giờ go past this light. Then at the next one, turn left. Mệt. Bây giờ hàng ở dưới hàng làm việc chịu thấy mà hàng làm ôi, việc hàng bao nhiêu tiếng ngày hàng à hàng làm má chứ hàng làm dẹp về hàng làm má mà có hàng làm má mà làm thôi để cho anh Danh nghe nè rồi quẹo đây anh Danh đây à you can left here you here here you say giờ tới giờ Vũ nằm sao ngủ kìa tôi xin lép ngủ trong với Vũ. Bây giờ Vũ đang mắt mình xuống xuống màu nó nghe cái gì? Xuống đó, màu đó nè. Bây giờ thằng đó ôm Vũ không mà. Quá tao làm gì kìa. Thằng ôm Vũ hú. Đó tao kêu cảnh sát bắt mày giờ đó. Mày tin không? Mà ôm qua là nó chạy nó hú vòng vòng luôn. Xuống màu nghe bà con, xuống màu đó. Bốn bò đó. Vũ, đừng để ôm qua là nó hú nữa nghe phiền lắm Vũ. Ừ, mệt rồi đó. Thôi. Tôi ngủ nha Vũ. Mặt mình xuống màu đó nghe. Xuống màu sắc rồi đó. Ok, Vũ ngủ luôn. Thôi Vũ vẫn ngủ. Vậy tối thằng bé ông thầm đi vào. Vũ vẫn ngủ, nhỏ. Lên kiến nghe không Hồng? Tối nó ngủ. Ừ. Tôi lâu thơ đã mang nhiều âu lo. Nóng thì cởi áo lạnh ra bớt đi. Tại nãy nít gụ vô đó. Ngày nó không là uống rượu chứ đâu ai nó nít gụ đâu chị. Mẹ ơi con yêu mong chờ. Bao giờ cho đến bao giờ. Mẹ nó qua đời khi còn em nói thật với chị Hằng nha, em chưa sẽ chuồng, em sẽ chuồng dữ hơn Vũ này nhiều. Vũ này không có gia đình gì hết trơn á.